Hello mọi người, hôm nay chúng ta sẽ có một video về loại vũ khí trên không của Mỹ. Các bạn có biết đó là loại vũ khí nào không? Chắc các bạn cũng đã từng biết đến pháo đài bay của quân đội Mỹ với động cơ mạnh mẽ, tầm bay thần tốc. Tuy nhiên, mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó, bởi trong lịch sử phát triển của dòng máy bay của cường quốc Mỹ đã xuất hiện những kiểu máy bay vô cùng độc lạ, bá đạo không thể tin được. Chúng luôn là nỗi ám ảnh của không ít quốc gia trên thế giới. Nếu bạn hỏi liệu đó là những chiếc máy bay kiểu dáng lạ thế nào, vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng xem video. Chiếc máy bay có thiết kế kỳ dị nhất của Mỹ, sự bá đạo của vũ khí Mỹ. Convair F2I SIDAT từng được kỳ vọng sẽ trở thành một siêu vũ khí, tuy nhiên thủy phi cơ Convair F2I SIDAT là không đạt được như mong đợi, nên hiện tại nó đã nằm ở bảo tàng hàng không vũ trụ San Diego, bang California, Mỹ. Đây cũng được xem là một trong những chiếc máy bay có thiết kế kỳ dị nhất của Mỹ, bởi thay vì máy bay cất cánh trên đất liền, thì nó được trang bị hai ván trượt để cất cánh từ dưới nước, hai động cơ phản lực giúp máy bay tăng tốc trong khi hệ thống ván trượt có khả năng thay đổi góc, giúp máy bay lướt trên mặt biển trước khi cất cánh ở vận tốc nhất định. Năm 1948, nó được Hải quân Mỹ lựa chọn để làm nguyên mẫu chế tạo phi cơ đánh chặn siêu âm trong bối cảnh tàu sân bay chưa thực sự chứng minh được hiệu quả. Và một điều không thể phủ nhận là thủy phi cơ duy nhất của Mỹ có thể bay với vận tốc siêu âm. Thế nhưng hy vọng nhiều thì thất vọng nhiều. Vụ tai nạn nghiêm trọng vào năm 1954 khi một chiếc Convair F2I tự vỡ vụn trong không trung khiến dự án hoàn toàn bị khai tử. Bốn, chiến đấu cơ tàng hình F-117 Nighthawk. Một trong những chiếc máy bay có thiết kế kỳ dị nhất của Mỹ cần phải kể đến chính là Lockheed F-117 Nighthawk. Sự bá đạo của vũ khí Mỹ được thể hiện ở cả ngoại hình và khả năng chiến đấu của loại máy bay này. Chim ưng đêm là chiếc máy bay tàng hình đầu tiên trên thế giới, hình dáng khí động học kỳ lạ cùng khả năng lẩn tránh radar đối phương đã gây ngạc nhiên cho các nhà quân sự khi F-117 lộ diện. Chiến đấu cơ tàng hình F-117 Nighthawk được giới thiệu và đưa vào sử dụng vào đầu những thập niên 80. F-117 đã nhiều lần thực chiến trong các chiến dịch của Mỹ với thiết kế khí động học quái dị với các mặt cắt kim cương nhằm làm tán xạ sóng radar, từ đó giúp nó khó bị phát hiện hơn bằng các biện pháp trinh sát điện từ. F-117 tham chiến lần đầu trong cuộc chiến ở Panama năm 1989. Trong chiến tranh vùng vịnh năm 1991, chiến đấu cơ tàng hình này đã thực hiện khoảng 1.300 phi vụ không kích trước sự bất lực của radar đối phương. Tuy nhiên, trước sự ra đời liên tục của các loại máy bay chiến đấu thế hệ mới, nên vào tháng 10 2006, không quân Mỹ đã cho nghỉ hưu toàn bộ máy bay này.
5. Trực thăng HZ-1 Aerocycle được mệnh danh là mì ăn liền. Tại sao ấy hả? Đơn giản là người ta hy vọng rằng các phi công có thể dễ dàng cưỡi chúng chỉ sau vài phút mày mò, và kết quả đạt được ngoài sức tưởng tượng. Chúng tôi sẽ có câu trả lời cho bạn ít phút. HZ-1 Aerocycle là loại trực thăng một người được quân đội Mỹ phát triển trong những năm 1950. Nó được thiết kế có thể bay với tốc độ lên đến 105 km/h. Nhà thiết kế hy vọng tạo ra một phương tiện bay dễ điều khiển mà các phi công có thể lái chúng sau 20 phút đào tạo. Quân đội Mỹ kỳ vọng HZ-1 Aerocycle sẽ trở thành thiết bị trinh sát tiêu chuẩn. Mẫu thử nghiệm đạt được những thành công bước đầu, nhưng đánh giá đầy đủ của quân đội cho thấy các binh sĩ không thể điều khiển thiết bị nếu chỉ được đào tạo qua loa. Trong khi đó, tai nạn xảy ra trong quá trình thử nghiệm đã khiến quân đội Mỹ ngừng hẳn dự án này. HZ-1 Aerocycle hiện chỉ có một mô hình duy nhất trên thế giới. Sáu, máy bay hình địa Vought V-173. Trong danh sách hôm nay tất nhiên là không thể thiếu chiếc bánh kép bay Vought V-173, hết sức độc lạ của quân đội Mỹ. Những nỗ lực chế tạo của chiếc máy bay có hình dạng khác thường dẫn đến sự xuất hiện của một chiếc máy bay chiến đấu thử nghiệm được gọi là Flying Bangkok. Với tên chính thức V-173, khác với hầu hết các loại máy bay khác, V-173 lại có thiết kế hình địa được phát triển bởi nhà thiết kế Charles Zimmerman. Sở hữu một ngoại hình cực kỳ khác thường, bánh kép bay có hình dạng một chiếc tàu lượn hình bán nguyệt, không có thân máy bay. Ở phía trước, nhà thiết kế đã cho lắp đặt buồng lái và hai động cơ với ba cánh quạt ở hai bên. Ở phía sau là các bộ cánh nhỏ được lắp thêm vào với chức năng điều hướng. Tổng chiều dài của chiếc máy bay là 8,1m và chiều rộng là 7,1m. Thiết kế nhỏ gọn giúp V-173 không chỉ khỏe mà còn cơ động cao. Mẫu máy bay này được thử nghiệm trong vài năm và cho kết quả tích cực, nhưng nó đã gặp trục trặc vào năm 1947. Tổng cộng, nó đã hoàn thành ít nhất 190 chuyến bay hay 132 giờ bay thử nghiệm. Cuối cùng, nó được Hải quân Mỹ tặng cho Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ Quốc gia năm 1960. Bảy, trực thăng LTV XC-142. Trực thăng LTV XC-142 được coi là tiền thân của quái vật V-22 Osprey bởi khả năng xoay hai động cơ từ thẳng sang ngang và ngược lại, được thiết kế bởi Stanley Hewler Jr. và tập đoàn Hewler Aircraft. LTV XC-142 nhận hợp đồng đài thọ của không quân Mỹ và chính thức được thử nghiệm vào năm 1959. Và thời điểm đó, quân đội Mỹ muốn sử dụng một loại máy bay có thể cất cánh và hạ cánh nhanh chóng, đồng thời chở theo nhiều hàng hóa cũng như di chuyển trên quãng đường dài. Tuy nhiên, khả năng kết hợp giữa động cơ trong quá trình bay kém hoàn hảo khiến việc cất cánh và hạ cánh trở thành tử huyệt. Sau 20 lần thử nghiệm chưa một lần thành công mỹ mãn, kế hoạch phát triển hoàn toàn bị phá sản vào tháng 7 năm 1961. Không một chiếc LTV XC-142 nào được cất cánh kể từ đó. Nhưng thành tựu mà loại máy bay này đạt được chính là tiền đề để chế tạo quái vật V-22 Osprey của Mỹ đang sử dụng.
dung video. Mọi ý kiến của các bạn về nội dung hôm nay hãy để lại cho chúng tôi trong phần bình luận nhé. Hãy like và share video cho nhiều người cùng xem. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký theo dõi kênh để là người đầu tiên được xem các video mới nhất, hấp dẫn nhất của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!